Vâng, xin chào tất cả các bác ạ. Chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cu Bầm TV Điện Máy Trang Huề. Thì thời gian vừa qua các bác có nhu cầu về những cái túi đựng đồ nghề rất là nhiều. Nên là hiện tại ngày hôm nay thì bên em đã về một số lượng rất là lớn những dụng cụ túi đựng đồ nghề phục vụ các bác mà đi làm công trình, làm hoặc đứng làm trên cao các bác nhé. Thì túi đựng đồ nghề em này có hai mẫu này. Có thể là in là Panasonic này hoặc là Daikin đều rất là ok các bác nhé. Túi đựng đồ nghề bên em có hai kích thước chính, đó là một túi size trung và túi size đại. Thì túi size trung kích thước là kích thước trong lòng nhá, rộng là 44 ấy, cao là 28 và dài là 44, cao là 28 và rộng là 22 cm các bác nhé. Em không đấy là em tính kích thước trong lòng, không tính những cái đường bên ngoài nhá. Và con này này, khóa là khóa đồng xịn sò 100%. Đấy, rất là chắc chắn luôn. Còn cái này thì có thể logo là Panasonic hoặc logo là Daikin thì ok. Đằng sau này, đằng sau thiết kế cái gọi là cái đít túi này. Đấy. May rất là chắc chắn này, nối liền với nhau thế này. Rồi, may đường dọc bên ở giữa đường chiều rộng trước này, sau đó may lên đường chiều dài. Tránh tình trạng các bác bỏ nặng vào, chắc chắn là sẽ không bị đứt, không bị bục túi nhá các bác nhá. Đây sẽ rất là đẹp luôn. Đây, cả bộ em sẽ gọi là trong mình rất là rộng rồi, rộng 22 cm này. Bộ như thế này luôn. Đấy. Rất là rộng các anh nhá. Đây. Thì em sẽ cân thử lên luôn. Cân thử cái túi size trung lên cho tất cả bác nhà mình xem này. Là cân nặng là bao nhiêu các nhá. Đây. Size trung nhà em này. Cân nặng là 1 kg, gần 1,6 kg luôn. Đấy. Các bác đựng quả đựng chụp cái con máy thoải mái vô tư này. Size trung, size đại này. Rất thoải mái luôn. Đây là size trung này. Em có cái kích size trung, size đại, em về số lượng rất là lớn luôn. Size trung cho các bác này. Size đại thì kích thước là dài đây ạ. Size đại nhà em đây. Size đại cực kỳ là lớn luôn, có thể là Daikin hoặc có thể là Panasonic nhá. Size đại kích thước là dài 48 này, rộng 22 và cao là 32. 32 cho tất cả các bác nhà mình nhá. Thì em sẽ khui thử xem là em sẽ cân thử xem là cái này là nặng bao nhiêu này. Đây. Em sẽ cho vuông cái túi ra. Nói chung mà to kinh khủng luôn. Các bác đựng vào đây cả chụp cái máy, chụp con máy thoải mái vô tư. Size trung, size đại. Size trung nhà, size đại nhà em còn to hơn size đại của mọi nhà rất là nhiều đây. Em đã cân thử đấy coi nhá. Cân thử con Daikin này. Kích thước túi của Daikin này. Đấy. Kích thước túi size đại của em. Các bác nhìn rõ em nhá. Rất là to, rất là đẹp luôn. Kích thước là 1,8 kg. Đấy. Độ chiều dài trong lòng là 48 này, rộng là 22 và cao là 32 cho tất cả các bác nhà mình luôn. Đấy, con thì con size đại này giá là 330.000. Bên em miễn ship, kênh nhận hàng được kiểm tra trước khi toán cho em. Đường may rất chắc chắn này, khóa đồng rất là xịn sò luôn. Từ bên trong đến bên ngoài, bên trong có một túi ngăn nữa nhá. Bên trong có một túi ngăn thế này đấy ạ. Đây. Bên trong còn có một cái túi rất là sâu, rất là rộng cho tất cả các bác mình luôn. Đây, khóa rất là chắc luôn, khóa rất là chắc, em dùng một tay rồi có khi là không mấy được đây. Đấy, một túi rất là sâu bên trong này, một túi rất là sâu bên trong canh nhá. Màu này màu xanh bộ đội rất là đẹp luôn. Gọi là màu xanh gì, rất là đẹp các bác nhá. Thì túi size chung là 330.000 và túi size chung là 280.000. Và em miễn ship này. Các nhận hàng các anh được kiểm tra hàng thoải mái trước khi toán luôn cho em nhé. Đây và tiếp theo là em có lên những cái túi đeo hông này. Túi đeo hông tất cả các bác của mình luôn. Đây cái túi đeo hông của em này.
Túi đeo hôm thì là Daikin này. Rồi. Các bác có thể đi làm trên cao ấy, các bác treo vô hông này. Đây chẳng hạn được máy khoan này. Đừng các cái đây, đừng các mũi vít, mũi tôn, từ tôn, mũi khoan này. Đừng tua vít này, kéo hoặc là kìm kiếp các kiểu này. Rất là sướng luôn. Thì cái túi đeo hông này giá là 150.000, là em miễn ship này. Canh nhận hàng, canh được kiểm tra hàng thoải mái trước khi toán luôn cho em nhé. 150.000. Túi size trung, túi size đại. Đây. Đây là túi size trung. Size trung. Size trung thì có thể là may Panasonic hoặc là Daikin đều ok nhé. Size trung thì giá là 280.000, chiều dài là 40. Dài là 44 này, rộng là 22 và cao là 28 cm. Kích thước tính là kích thước trong lòng các anh nhá. Em tính là kích thước trong lòng nhá. Còn size đại dài là 48, rộng là 22 và cao là 32 cm. Tất cả em đều tính kích thước trong lòng cho tất cả các bác nhà mình nhá. Và hàng em may là hàng vải bao, vải bố, gọi là hàng dày nhất. Nói chung vải bố dày nhất luôn, mà đặt bay là hàng Sài Gòn. Hàng may Sài Gòn từ chất liệu đến, gọi là đẹp từ chất liệu đến cái hình thức bên ngoài luôn cho các bác nhá. Thì các bác nào có nhu cầu đặt túi đựng đồ nghề hoặc là túi đeo hông thì có thể là liên hệ qua bên em. Số điện thoại hotline là 0982 826 628 hoặc là 0929 826 628. Cửa hàng em ở tại Đạo Lý Linh Nhân Hà Nam. Bác nào gần thì có thể qua trực tiếp cửa hàng để xem hàng sau đó là mua hàng nhá. Vâng, em xin chào tạm biệt tất cả các bác ạ. Các bác mà xem video thì có thể là ủng hộ em bằng một nút đăng ký kênh hoặc ấn chuông thông báo để theo dõi video mới nhất nhé.